sau một hồi tìm kiếm thì tôi thấy một cái tiệm bánh mì cá thịt hàng xanh rất là nổi tiếng ở trước số 246 D Lý Thường Kiệt, quận Bình Thạnh. Chúng ta cùng nhau vô coi những như thế nào. Ủa cô lấy rau ớt không? Hả? Nước sốt không con? Chị ơi, cho em hỏi cái cá này là cá gì vậy chị? Cá bạc mái. Cá gì chị? Cá bạc mái. Cá bạc mái. Cái này mình bán lâu chưa chị hả? Nhà mình bán được 30 năm rồi. 30 năm? Từ năm 87 đến giờ. Hằng ngày là chị bán mấy giờ chị? Ví dụ như buổi sáng thì từ thứ 2 cho đến thứ 6. Dạ. Còn buổi chiều thì ngày nào chị cũng bán, ngoại trừ có một số ngày lễ thì chị nghỉ thôi. Dạ, chủ nhật mình không bán thôi dạ. Chủ nhật mình cũng bán bình thường. Bán từ sáng mấy sáng giờ? Thì 6 giờ mình bán đến 9 giờ hơn. Còn buổi chiều thì 3 giờ chiều bán cho đến tối luôn, có thể là 10 giờ hơn. Dạ. Cũng có bữa nó sớm hơn thì khoảng chừng 9 giờ mấy 10 giờ. Tại bình thường em cũng thấy mấy báo đăng lên đó, là thấy có cái anh nào bán là anh này. Đúng rồi, chị với chồng chị với lại cái anh này. Ngoài ra mình bán thì cá còn bánh mì thịt nữa, đúng thịt pate. Cá thịt chả, pate, chà bông. Mình đổi cái bình của mình đây là bao nhiêu? Thì giá từ bao nhiêu đó? Thấp nhất của mình là 18 ngàn. Yeah. Còn ổ pate thì chỉ có 15 ngàn thôi, còn những ổ còn lại thì khoảng chừng 20, 25, 30, ba mấy ngàn tùy vào khách người ta mua nữa. Ví dụ như ở đây ăn một ổ cá bình thường là 20. Còn nếu ví dụ như mà khách yêu cầu thì có thể là mẫu 30 đặc biệt hoặc là mẫu 40 tùy vào khách yêu cầu. Mình bán nhanh hết không vậy hả? Còn tối còn mấy giờ? Thì mình bán cũng bình thường nè em. Thì một buổi tối như vậy thì mình bán khoảng chừng là chắc mấy 10 giờ, có hơn 10 giờ hơn vậy đó. Nhưng mà nó khô chừng đó. Bạn này đánh tại tập luôn. Thì lượng khách ở đây thì đa phần là khách khách thì do bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu hoặc là do người ta ăn quen từ xưa giờ rồi. Cái này là mình đem tự làm hết. Toàn bộ là nhà tự làm hết, từ rau cho đến này là mọi thứ thịt thì nó mình làm hết.
còn là Thank you.
mì cá nó đã trôi nổi trên Facebook rồi. Bạn thân nó đã trôi trên đó là tại vì cái chị đó là khách quen chị ăn ở đây. Rồi chị chụp lại. Đi. Ví dụ như trường hợp có một số khách hàng người ta đi xe hơi đến thì không phải là xe hơi thì đậu được rồi đó, nhưng mà đậu lâu được. Mình không phải không đậu lâu được cũng đậu đó chứ, nhưng mà mình tạo điều kiện cho khách hàng là gọi điện thoại trước để mình làm, hay người ta đến là người ta lấy luôn, nó sẽ tiện lợi hơn. Nếu mà ai mà lấy bánh mì nhiều, đặt bánh mì nhiều thì chị cũng như vậy, mình giảm thiểu cái thời gian để người ta phải chờ đợi xuống. Biết sao chị kỹ vậy rồi, chị làm khách sạn ra mà, nhà hàng khách sạn ra mà. Em một lúc em học khách sạn nhà hàng, em làm marketing nè. Không phải là cái vấn đề nằm ở chỗ là mình làm ở đâu, mà quan trọng là khi mình buôn bán thì mình phải hiểu được một điều rằng là mình... cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Ừ, mình ăn được thì phải để cho người khác ăn được, chứ mình ăn không được mình bắt người ta ăn không được đâu em. Chứ không cần phải tự cho làm trong khách sạn, tại vì bản thân chị là ngày xưa chị làm trong khách sạn đó là do công việc của chị, còn sau này chị lấy chồng chị thì cái này xưa giờ là của nhà chồng chị, bây giờ chị chỉ tiếp nối thôi. Chị lấy ba ổ. Em mấy ổ rồi? Ba ổ cá của em rau ớt thì đủ không em? À, của em hai ổ, không rau có một ổ đầy đủ.
cá tươi không. Tại một số người thì họ nghe bánh mì cá thì họ lại hình dung đó là cá hồi, cá nục. Em cũng nghĩ vậy. Nó là như vậy. Thì khi mà ăn rồi thì nếu một người tinh tế họ cảm nhận được thì họ sẽ biết được là bánh mì cá tươi nó khác như thế nào với cá hồi. Tại cá hồi nó là cá sốt cà, còn cá này là chỉ tự làm, tự chế biến, tự gia vị và kể cả cái nước sốt cũng vậy. Sốt ở trong cái lẩu này là sốt bằng là bằng nước cá ra. Sốt ở trong cái tô nó làm từ cái nước mình đó ra. Thì khi mà mình chị làm thì nó sẽ ra cái nước đó, lấy cái nước đó để mà mình sốt. Thì cái nguyên liệu của nó trong đó thì quan trọng vẫn là phải có hành. Hành thì nếu mà hành sống thì nó sẽ ăn được số nước. Và riêng cái sốt này thì hành nó sẽ phải phi lên. Đó là hành lá. Nó sẽ phải phi lên thì nó mới thơm được cái nước sốt đó. Mà quan trọng nhất là nó vẫn là từ cái nước cốt của cái món ăn nó đi ra. Chứ không phải là nó là cái nước gia vị. Không phải là nước chỉ làm từ gia vị như những cái loại bột nêm. Không phải là như vậy. Từ cá ra. Tắm nó thơm hơn. Ừ, đúng rồi. Thì cá thì chị để trong cái lẩu như vậy, nó có than ở trong đó thì nó làm cho cái cá này nó vừa nóng hơn. Ừ, bản thân thì cái hương vị mà ở trong đó rồi thì toàn bộ là rau này rồi chị nhà chị tự làm sử dụng trong ngày không hết bỏ, cứ bán buổi sáng không hết buổi sáng bỏ, buổi chiều bán không hết bỏ. Đó là rau là chị không sử dụng qua ngày, đặc biệt là đồ chua của nhà tự làm chứ không có nhiều là ở ngoài chợ người ta sẽ nhìn hàng trắng hàng ke vô để nó được cái độ giòn. Của nhà chị làm hôm nay tự làm mấy bánh là thấy làm sạch sẽ chứ. Rồi. Lúc em tối em mua hàng bánh mì bà chị có gì mà bán con men có gì bán cái sáng ngày bán 1000 thì gọi là 1000 ổ thì thật sự ở đất Sài Gòn này bánh nếu mà nói về bánh mì mà nổi tiếng thì cũng khá là nhiều. Có một cái bánh mì bảy cái hộp nó nằm ở bên đường Bình Phương Linh, đường Bình Phương Linh nó nằm ở cái khúc mà Đinh Tiên Hoàng đó em, nó là cái đường nhỏ xíu xíu và nó nằm ở ngay đường Bình Phương Linh, ngay cửa trường học đằng sau lưng công viên Lê Văn Tám á, sau lưng công viên Lê Văn Tám có đường mà đỉnh chỉ.